Chào các bạn. Sau thời gian mày mò vẽ và chỉnh sửa thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành sản phẩm Monai phiên bản chặt 6 các bạn. Đây chặt 6. Dày 12 mm. Đầu chặt 20 mm. Ốc M5. Và tất cả các này đều là ốc inox 304 hết các bạn. 500 không hết luôn nha các bạn. Tí cái này nè, thấy không? 500 không hết nè, ốc inox luôn nha các bạn. Toàn bộ inox hết. Đó. Phiên bản kẹp được anh em ưa thích nhất. Này nó có thông số y như cây Monai luôn các bạn. Các bạn thấy không? Y luôn, nhưng mà mình sẽ khoét thêm một lỗ để cho các bạn cột dây. Nào, các bạn so sánh giữa cây Monai cho dễ hình dung đi. Đây. Y ngang thông số luôn. Cho cảm giác cầm nóng rất là thích. Đây các bạn. Nào. Đây. Bạn xem kỹ nè. Bản bóng gương nha các bạn. Chặt 6. Mình sẽ đo thông số cho các bạn xem nha. Đây. Độ dày khoảng 11 mấy là 12 nha các bạn. Đó. Đầu chặt thì 19 gần 20. Đây kích thước này. Do mài bộn thì sẽ mất dài dêm các bạn thấy không? 50, 98, 99 gì đó. 60. Đó. Khe này đời mới luôn. Do nó nhỏ nên các bạn giờ thấy nó nha, nó kiểu nó lai lai như quanh hết, nhưng thực tế là do chặt 6 nó rút lại nên mình phải tạo cái co này nè, nó nhọn dùm mini mon quanh hết. Nhưng thực tế này là Monai các bạn, bản Monai nha các bạn, có hai kiểu cầm luôn, quẩy nè, quẩy nè. Và nói thêm với các bạn, đây là chặt 6 nên ná này dành cho những người đã chơi ná lâu năm, có khả năng quẩy tốt và hạn chế tối thiểu cái việc cho mượn nha các bạn. Ná chặt 6 cho mượn là bảo đảm là nó bị sẽ người ta mượn sẽ đập chặt liền ngay vào luôn đó các bạn, nên hạn chế tối thiểu việc cho mượn nha. Mượn là hư liền luôn á, tại họ chưa bán quen cái chạc này là rủi ro cao lắm. Đây đó, sơ lược về cái cây Monai của mình đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói giá của nó luôn nha. Giá của mình thì đăng trên Shopee là 250.000. Đối với những người mà đã có mua của mình rồi trước đây á thì mình sẽ liên hệ mình để nhận cái mã giảm giá, còn 220.000. Còn những khách hàng mới thì giá là 250.000 nha các bạn. Tặng kèm thun, hai thun. Và cái đầu mở dít này. Đầu mở dít qua thị tuy nhiên vẫn mở được cái lục giác nha các bạn. Đó, thấy mở bình thường nha, siết bình thường luôn. Các bạn yên tâm. Đó. Rồi. Rồi mình sẽ xuống đây mình quay kỹ thêm cho các bạn xem. Cho có tí hoa lá cạnh để các bạn dòm gõ góc cạnh của em đó. Rồi đây, vô vị trí nha các bạn. Giờ các bạn sẽ dòm kỹ từng góc cạnh của em nó nha. Đây, đầu óc còn như hai con cú, mắt cú các bạn, dễ thương cực kỳ.
nhỏ gọn dễ thương. Đầu chạc nha, kẹp. Phiên bản được anh em yêu thích và lựa chọn thời gian gần đây. Có hai khe cành thun bài bản. Ốc M5. Bản bóng gương. Chối ló luôn. Cành được vác nhẹ để anh em đỡ cấn tay. Đó. Anh em hãy có sự quan sát tỉ mỉ của mình đi. Cái lỗ để xỏ. Ốc M5 bự chà bá luôn, ghiền nó to để hạn chế cái việc tuôn ghiền nữa. Rồi. Sơ lược tỉ mỉ từng chi tiết góc cạnh. Rồi, với giá 250.000 trên Shopee, các bạn có thể sớm ủng hộ mình để mình ra nhiều sản phẩm nữa. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn hay, hãy like, share mọi người cùng xem và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn, xin chào các bạn. Chúc các bạn có một tháng 12 thật hoành tráng. Rồi, hôm nay, chặt 6.